Cựu nhân viên CIA xa lưới vì tuồn tài liệu mật cho Trung Quốc suốt 20 năm. Các bạn thân mến, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI bắt một cựu nhân viên CIA 67 tuổi với cáo buộc ông này liên tục chuyển thông tin diện tối mật cho giới tình báo Trung Quốc trong suốt 20 năm qua. Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người bị bắt là ông Alexander Yovchin Ma, bị bắt ngày 14 tháng 8. Cáo buộc nói ông này thông đồng với một người họ hàng vốn cũng là cựu nhân viên CIA để chuyển thông tin tối mật cho các quan chức tình báo Trung Quốc. Ông Ma sinh ra ở Hồng Kông, sau đó di cư và nhập tịch vào Mỹ. Cáo trạng cho biết ông bắt đầu làm việc cho CIA từ năm 1982, được cấp quyền tiếp xúc các tài liệu diện tối mật. Ông rời CIA năm 1989, rồi chuyển đến sống và làm việc tại Thượng Hải. Sau đó, ông trở về sống tại Hawaii năm 2001. Theo cáo trạng, ông Ma thông đồng cùng một người họ hàng để chuyển giúp các thông tin mật về quốc phòng đến giới tình báo Trung Quốc trong suốt thập kỷ qua. Âm mưu này bắt đầu từ một cuộc họp bí mật trong 3 ngày ở Hồng Kông vào tháng 3 năm 2001. Khi đó, Ma và đồng phạm được cho là đã cung cấp chi tiết về thông tin nhân sự của CIA, các chiến dịch đang hoạt động và phương pháp che giấu thông tin. Một số nội dung cuộc họp đã được ghi hình, trong đó có cảnh Ma nhận và đếm 50.000 đô la cho các bí mật mà ông cung cấp cho Trung Quốc. Sau khi trở lại Hawaii, Ma cố gắng xin vào làm việc ở FBI để được tiếp tục tiếp cận các tài liệu quan trọng của chính phủ Mỹ. Năm 2004, văn phòng FBI ở Honolulu thuê ông Ma làm chuyên gia ngôn ngữ để dịch văn bản sang tiếng Trung. Suốt 6 năm tới, Ma thường xuyên sao chép, chụp ảnh và đánh cắp các tài liệu được phân loại bảo mật. Những tài liệu này được Ma mang theo trong những chuyến đi tới Trung Quốc rồi trở về Mỹ cùng hàng nghìn đô la Mỹ tiền mặt và các quà tặng đắt tiền. Sau hai cuộc tiếp xúc điều tra vào mùa xuân năm 2019, ông Ma đã thừa nhận hành vi gián điệp trước một người mà ông tin là đại diện của tình báo Trung Quốc, nhưng thực tế là một đặc vụ chìm của FBI. Đặc vụ này gửi ông Ma 2.000 đô, món quà nhỏ, để ghi nhận sự hỗ trợ của bị cáo trong những năm qua. Lần này, ông Ma đề nghị tiếp tục hợp tác với tình báo Trung Quốc. Đến ngày 12 tháng 8 năm 2020, ông Ma tiếp tục nhận tiền thưởng cho các hoạt động gián điệp, nói sẵn sàng giúp đỡ Bắc Kinh với mong muốn tổ quốc thành công. Bị cáo Ma dự kiến ra hầu tòa lần đầu vào ngày 18 tháng 8, với mức án cao nhất phải đối mặt là tù chung thân. Dấu vết mà các hoạt động gián điệp của Trung Quốc để lại rất dài, mà điều đáng buồn là có những cựu sĩ quan tình báo Mỹ đã phản bội chúng ta và các giá trị của đất nước, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp John Demer nói trong thông báo. Ông khẳng định Mỹ sẽ truy lùng đến cùng và đưa những người phản bội ra trước pháp luật. Bản tin của chúng tôi xin phép được dừng tại đây. Xin kính chào và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.